Do những biến động chính trị của xã hội Trung Quốc, ngay từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người Hoa đã đến cư trú tại Việt Nam. Năm 1715, người Hoa đã thực hiện cuộc đổ bộ ào ạt vào miền Nam, gây ra một sự biến động rất lớn về dân cư cho vùng Nam Bộ, trong đó có Sài Gòn. Cuối năm 1861, chính quyền đô hộ Pháp đã quy hoạch Sài Gòn thành một thành phố lớn với hai trung tâm là Sài Gòn và Chợ Lớn với sức chứa độ nửa triệu người. Những người dân của hòn ngọc Viễn Đông thuở ấy thỉnh thoảng muốn thay đổi không khí đã rủ nhau vào Chợ Lớn ăn uống, sang trọng không khác gì các cao lâu ở Thượng Hải. Chợ Lớn ngày nay tuy không còn sầm uất như xưa, nhưng phong cách ăn uống của người Hoa thì vẫn còn lưu truyền mãi từ đời này sang đời khác. Người Hoa là dân tộc vốn có truyền thống nấu ăn ngon nổi tiếng thế giới. Một nhà nghiên cứu văn hóa người Pháp đã nhận xét rằng, trong tất cả các dân tộc ở Viễn Đông, chính người Hoa ở Đông Dương ăn uống tốt hơn hết, thức ăn thay đổi nhất và khẩu vị tinh tế nhất. Trong lúc nấu ăn, việc điều chỉnh mức độ to, nhỏ của lửa là cả một nghệ thuật. Đây là kinh nghiệm để không làm thức ăn bị mất chất dinh dưỡng. Những chảo lửa trông thật sống động và vui mắt là hình ảnh rất đặc trưng của ẩm thực người Hoa, thể hiện quan niệm dĩ thực, vi tiên và phong cách ăn uống thích phô trương, bày biện. Ngoài khu Chợ Lớn quận 5, khu ăn uống của người Hoa còn tập trung ở đường Đinh Tiên Hoàng, đường Võ Văn Tần. Nhắc đến đường Võ Văn Tần, người Sài Gòn thường nghĩ đến một đoạn đường chuyên bán bột chiên. Không biết được vì sao người Hoa đã nghĩ ra món ăn này. Chỉ biết rằng món ăn đã có từ rất lâu, gồm bột gạo chiên với trứng gà, ăn với đồ chua và nước tương. Trước đây, món bột chiên không giòn và cũng không phong phú như bây giờ. Bên cạnh bột chiên, các quán còn có bánh mung chiên, bột mung chiên, nui chiên, bánh hẹ, bánh lá liễu gồm có bột gạo, thịt tôm, đậu phộng và bò bít tết, nui xào bò, há cảo, v.v. Mỗi quán còn có thêm nhiều món ăn khác làm đa dạng thêm thực đơn của mình. Như quán 233 Võ Văn Tần, ngoài món bột chiên, quán còn rất nổi tiếng với món hủ tiếu bò viên suốt hơn 20 năm. Cơm gà. Đây là quán cơm gà Hồng Phát, số 318 đường Hai Bà Trưng, quận 3. Quán đã bán trên 20 năm, chuyên về cơm gà Thượng Hải, khác nhiều so với cơm gà Quảng Đông. Chỉ cơm dẻo, thơm, được nấu bằng nước luộc gà và mỡ gà. Thịt gà đúng điều, được ăn với nước gừng xay nhuyễn với nước và giấm, và ăn với hắc xì dầu loại 1. Ngoài thịt gà, khách còn có thể ăn cơm với xá xíu, heo quay
hoặc các món xào. Quán mở cửa từ 10 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều và bán tiếp từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Một số địa chỉ khác cũng chuyên bán cơm gà là quán Hải Nam số 758 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, quán Mỹ Nguyên số 76 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, quán Bà Luận 43B1 Chu Văn An, Bình Thạnh, quán Dân Ký 697 Lê Hồng Phong, quận 5. Một trong những địa điểm khá lý tưởng cho những ai muốn dùng điểm tâm sáng với những món ăn của người Hoa là quán Tre số 37 Lê Quý Đôn, quận 3. Những món ăn của người Hoa ở đây gồm có há cảo, bánh bao ca dé, bánh bao xá xíu, bánh xếp hẹ, bánh mì tôm chiên, xíu mại cua, bánh củ cải chiên, xôi gà trân châu và nhiều món khác nữa do chính đầu bếp người Hoa đảm nhiệm. Quán có khung cảnh được thiết kế đẹp, lịch sự, thoáng mát, cũng là nơi thuận tiện cho các cuộc gặp gỡ, trao đổi công việc. Bên cạnh những món ăn của người Hoa, quán Tre còn có nhiều món ăn khác cũng khá lạ miệng. Bên cạnh những món ăn đích thực của người Hoa, tại Sài Gòn còn có những món ăn được người Việt biến tấu và Việt hóa, trở thành món ăn quen thuộc từ lúc nào. Trước tiên là món hủ tiếu Nam Vang. Nhiều người nghĩ hủ tiếu Nam Vang là của người Khmer, nhưng thật ra đó là sản phẩm của người Hoa sống tại Nam Vang, chế biến rồi truyền xuống Sài Gòn đã từ rất lâu. Người Tiều gọi hủ tiếu là cổ chéo. Người miền Nam thời khẩn hoang gặp món cổ chéo đã rất mừng rỡ, tiếp thu ngay cái món ăn tương tự như phở mà không cần thịt bò, chế biến với thịt heo, tôm, cá và bột gạo đang có sẵn. Tô hủ tiếu Nam Vang cũng là một sự tổng hợp rất tuyệt vời các chất dinh dưỡng và màu sắc. Chìm dưới làn nước trong và sánh là sợi bánh trắng phao phao, những lát thịt, tim, gan màu sẫm, mảnh tôm màu hồng tươi, hành và rau thơm xanh ngắt. Cho vào muỗng tỏi ngâm, vắt vài giọt chanh, rải vài miếng ớt, ngắt lá hẹ và giá sống. Có người đã gọi đây là một tỉnh vật đầy màu sắc nhưng đang cựa mình quyến rũ người ăn. Ở Sài Gòn có gần 20 quán hủ tiếu Nam Vang, nhưng các quán được nhiều người biết đến thì nằm trên đường Võ Văn Tần, chẳng hạn như quán hủ tiếu Hồng Phát này đây, và các quán trên đường Nguyễn Trãi, An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương. Bí quyết chung của các quán đông khách chính là kỹ thuật nấu nước dùng. Nước nấu bằng xương ống heo, khô mực, tôm khô, riêu riêu lửa và liên tục vớt bọt cho nước trong vắt và ngọt liệm.
cùng với kỹ thuật nấu nước lèo mà người Hoa còn gọi là món lục. Người Việt còn ảnh hưởng từ cách ăn uống của người Hoa, một món ăn mà ngày nay đã trở nên rất quen thuộc, đó là món lẩu. Lẩu thực chất là món canh thập cẩm của người Hoa, luôn được giữ nóng nhờ lớp than cháy rực trong khuôn ở giữa lẩu. Từ món canh ấy, người Việt mà đặc biệt là người miền Nam đã chế biến thành rất nhiều món lẩu khác nhau. Đây là món lẩu mắm, thể hiện đầy đủ nét hoang dã và hào phóng của ẩm thực miền Nam. Trong món lẩu mắm, người ta đếm được có gần 20 loại rau, được nấu chung với nào là cá, thịt, ốc, mực, lươn, tôm, đậu hũ, v.v. Nơi tập trung nhiều quán lẩu mắm của thành phố là khu vực đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận. Giới thiệu đến quý vị và các bạn một số địa chỉ tiêu biểu của món ăn, thức uống ba miền Bắc, Trung, Nam và những món ăn của người Hoa, vốn là một đặc trưng không thể thiếu của ẩm thực Sài Gòn. Ngoài những địa chỉ trên, Sài Gòn còn có rất nhiều nhà hàng,
nhiều quán bán tất cả các món ăn mà chúng tôi vừa kể trên. Nơi đầu tiên mà chúng ta dừng chân sẽ là quán Ngon ở số 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Nhất. Ý tưởng thành lập quán xuất phát từ anh Dương Tấn Hoài và chị Nguyễn Thu Hồng, vốn là những người làm du lịch. Phải chăng những người chủ ấy đi nhiều nơi, thấy nhiều điều, để rồi nhận ra rằng người Sài Gòn cần có một khung cảnh thật Việt Nam, nơi chỉ bán những món ăn Việt Nam, nơi có thể gợi lên nhiều hoài niệm, nhất là cho những người xa xứ. Quán Ngon là nơi tập trung của nhiều quán gánh đạt tiêu chuẩn. Các chị, các mẹ đã không còn phải bươn chải đôi quan gánh những ngày nắng, ngày mưa, mà tề tụ về đây chăm chút cho món ăn của mình thêm ngon, tạo cho quán Ngon một phong cách vô cùng đặc biệt.
một địa chỉ khác mà không thể không nhắc đến là khu vực ăn uống ở các chợ, nhất là chợ An Đông và chợ Bến Thành. Đến đây, quý khách có thể thoải mái lựa chọn những món ăn mà mình thích, từ món mặn đến món ngọt. Ăn uống ở chợ cũng là một nét văn hóa của người Việt, thể hiện tính cộng đồng rất cao. Người Việt đi chợ không phải chỉ để mua sắm, mà còn để gặp gỡ nhau, thông tin với nhau chuyện làng, chuyện xóm. Và còn gì lý tưởng hơn những quán ăn trong chợ, vừa là nơi giải khát, vừa là nơi nghỉ ngơi, chuyện trò của các bà, các cô. Ngày nay, khu vực ăn uống trong các chợ là nơi thu hút rất đông khách du lịch. Một phần vì sự phong phú của các món ăn, một phần vì giá cả bình dân, dễ chấp nhận và không khí ăn uống lại hết sức đặc trưng văn hóa Việt Nam.
Sài Gòn dường như rất dài. Sài Gòn thức dậy rất sớm và đi ngủ rất trễ. Thậm chí có những nơi Sài Gòn dường như thức cả đêm. Trong chương trình này, chúng tôi chỉ đề cập đến Sài Gòn về đêm ở khía cạnh ẩm thực. Mời quý vị cùng chúng tôi dạo quanh một vòng Sài Gòn để thấy hoạt động ẩm thực của thành phố vào buổi tối sôi động và nhộn nhịp như thế nào. Đây là khu vực Cháo Trắng Yên Đỗ nằm trên đường Lý Chính Thắng, quận Phú Nhuận. Cháo Trắng Yên Đỗ là cái tên mà người Sài Gòn đã quen gọi từ những ngày trước giải phóng. Cháo được nấu bằng loại gạo ngon với lá dứa, ăn kèm với khoảng 18 món mặn. Khu vực này bán suốt từ đêm cho đến tận sáng. Còn đây là quán 136 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, chuyên bán các loại hải sản đã trên 20 năm nay. Một số món được khách hàng rất ưa thích là ốc len xào dừa, càng gà nướng, hột vịt lộn, sò lùa nướng mỡ hành, ốc hương. Quán bán từ 1 giờ trưa đến tận 2 giờ hàng đêm. Thank you.
Thank you.
nhà văn Sành Điều Nguyễn Tuân đã gọi ẩm thực là đỉnh cao của một dạng văn hóa dân tộc. Qua cách ăn uống, người ta đánh giá được cung cách sống, thái độ ứng xử, cách đối đãi giữa con người với con người. Như nhà văn Thạch Lam cũng đã viết, một cách cầm đũa, một cách đưa thìa lên húp canh, báo cho ta biết về một hạng người hơn là hàng trăm kho sách, và nhất là những thứ họ ăn. Bảo cho tôi biết anh ăn gì, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Trong kho tàng văn học dân gian, bên cạnh những câu thành ngữ, tục ngữ, hàng loạt những câu chuyện cổ tích về các loại bánh, như sự tích bánh chưng, bánh dày, các loại trái cây như sự tích trầu cao, sự tích trái sầu riêng, chuyện mai ăn tiêm, chuyện ăn khế trả vàng, chuyện về ông tổ của các món ăn, cũng đã phần nào thể hiện yếu tố tinh thần của văn hóa ẩm thực. Chính yếu tố tinh thần ấy đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt của văn hóa ẩm thực, khiến sự giao cảm giữa người với người được bộc lộ một cách rõ ràng. Điều đó lý giải vì sao những người tha hương khi ngồi bên nhau trên đất khách quê người thường nhắc về hương vị của những món ăn quê nhà, những món ăn từ thời tuổi thơ, và đôi khi thèm, đôi khi nhớ đến rơi nước mắt một cái vị chua chua, ngọt ngọt nào đó trong thế giới hoài niệm. Và có lẽ vì vậy mà dù người Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba ở nước ngoài, tuy đã quên tiếng Việt, nhưng vẫn còn giữ cách ăn và những món ăn Việt Nam. Hơn thế, bếp núc và món ăn Việt Nam phổ biến khắp năm châu từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và nhất là sau năm 1975. Một nhà nghiên cứu cũng đã nói, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, đứa trẻ đã tiếp xúc với mùi vị tiêu biểu cho những thức ăn dùng trong cộng đồng của nó. Tuy khẩu vị là một yếu tố đặc thù, không ai giống ai, song ngay từ khi đứa trẻ mới lọt lòng, khẩu vị của nó đã mang dấu ấn nền văn hóa của nó. Vì vậy, chẳng ngạc nhiên khi nhiều nhà ẩm thực đã cho rằng, cùng với ngôn ngữ, các món ăn thể hiện bản sắc dân tộc. Người ta cũng đồng ý với nhau rằng, ăn uống không phải chỉ để giải quyết chuyện đói no, mà ăn uống còn bao hàm cả ý nghĩa về hưởng thụ. Nó có thể mang lại niềm vui cuộc sống cho con người, bất chấp mọi cảnh ngộ hay hoàn cảnh sống khác nhau. Và quả thực, nếu ăn chỉ để tồn tại, thì nhà thơ Tản Đà đâu cần phải kỹ lưỡng. Ăn cái gì? Ăn với ai? Ăn như thế nào? Và ăn ở đâu? Hay như nhận xét của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, trong văn hóa ẩm thực, người Việt Nam có ba cách ăn. Ăn toàn diện, ăn bằng ngũ quan, bằng mắt nhìn, mũi ngửi, răng nhai, tai nghe, lưỡi nếm. Như vậy, ăn uống không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà ăn uống có ý nghĩa vật chất và tinh thần đang xen với nhau, ý nghĩa sinh học hòa quyện với ý nghĩa xã hội học, tâm lý học, triết học. Đó mới là cái nhìn bao quát và đầy đủ nhất về văn hóa ẩm thực. Chỉ thực hiện một chuyến du lịch nhỏ về ẩm thực vòng quanh thành phố Sài Gòn, mới thấy sức sống của người dân thành phố cũng như của người dân Việt Nam thật mạnh mẽ làm sao. Sự đa dạng của các món ăn, sự nhộn nhịp trong không khí ăn uống cho thấy một cuộc sống sung túc và thanh bình của người dân thành phố. Chỉ một lát cắt văn hóa thôi cũng thấy hiểu hơn và yêu hơn văn hóa của dân tộc mình.
hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất gắn liền với đời sống hàng ngày. Ăn uống đạt đến chân thiện mỹ sẽ làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong chương trình này, chúng tôi đã cố gắng điểm sơ qua những món ăn chính với một vài địa điểm chính. Chắc chắn quý vị sẽ còn nhiều ý kiến để bổ sung. Điều đó sẽ càng chứng minh cho sự phong phú và đa dạng của ẩm thực Sài Gòn. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thank you.